bóc một đầu ra và dùng cái tấm card. Các bạn hãy dùng cái thẻ ATM chẳng cũng được. Đấy. Miết. Để hướng dẫn các bạn cách dán PPF mặt sau lưng cho iPhone 11 Pro Max nhé. Các bạn có thể áp dụng tương tự với iPhone 11 Pro cũng như iPhone 11. Đầu tiên các bạn lau thật kỹ cái mặt sau lưng cho mình. Thứ hai là bóc cái lớp nylon ở giữa. Đấy. Đây cách dán này nó hơi khác so với những dòng ốp dán kiểu khác. Các bạn phải dán từ giữa, dán ra nhé. Nếu một số những dòng dán khác thì các bạn dán từ hai cạnh, các bạn dán vào. Đấy. Cách căn như thế này sẽ giúp dán nó chuẩn xác hơn, nó đỡ bị lệch hơn. Các bạn dùng gì? Đó. Đấy, cho bóc một đầu ra và dùng cái tấm card. Các bạn hãy dùng cái thẻ ATM chẳng cũng được. Đấy. Miết. Miết như thế. Đây là dạng dán mờ này nên nó vẫn hầu như là nó vẫn giống như cái nguyên bản mặt sau lưng của máy. Đối với cái mặt còn lại các bạn cũng làm tương tự như thế. Đấy, ok. Với cái mặt lưng dạng nhám thì các bạn cần dán kỹ hơn một chút. Các bạn có thể sử dụng máy sấy để các bạn sấy hết những cái không khí còn thừa ở bên trong. Sau các bạn bóc cái lớp ở phía trên ra, miết lại. Đấy. Lớp này thì nó dạng ở dạng mờ mờ một chút. Những cái phần nào mà nó chưa lên hết thì các bạn miết lại những cái phần đó. Bây giờ tiếp theo các bạn vuốt ở các cạnh. Dùng tay và các bạn miết nó xuống. Cái phần cạnh là nó rất là mỏng manh, nếu bạn miết nó nhẹ nhàng. Đấy. Với miếng dán PPF này thì bạn có thể phủ toàn bộ cái cạnh của máy nhé, toàn bộ mặt sau lưng, toàn bộ cái phần cạnh viền. Và để chắc chắn hơn thì các bạn có thể sử dụng chung với những dòng ốp lưng để đảm bảo nó an toàn hơn. Vì dù sao đây cũng là một miếng dán, cái tác dụng chính của nó sẽ là chống xước nhé. Nhiều nơi quảng cáo rất là tùm lum là những dòng dán này có thể chống va đập các thứ, mình xin thưa là không va đập được, không chống va đập được đâu. Bạn cứ thử va đập xem. Đấy, các bạn miết hết cạnh đấy, bây giờ nó sẽ che chắn. Và với thiết kế ở dạng trong mờ thì nó sẽ tương tự như là cái thiết kế nguyên bản của máy, nó không làm chiếc máy của bạn bị xấu đi mà nó vẫn giúp bạn chống xước được tốt. Đây các bạn thấy dán xong rất đẹp đấy. Hầu như nó không khác gì so với lúc mình chưa dán cả. Để chắc chắn hơn thì những cái góc các cạnh các bạn nên sấy hoặc nên dùng bật lửa để nó hơ qua một chút để nó chạy keo ra thì nó sẽ bám chắc hơn. Và để đặt mua miếng dán này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện số online 024 66 708 708 để đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn.